Sò tóc trao thanh lại, bò mẹ bì nòng, mơ bì nòng bứng le, chương trình quam tay, không đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên. Cuồng chương trình mưa nỉ, xung khỏi sò trên họ thanh lại, bò mẹ bì nòng, chú bay tèm xương lặng. Khải cốc lò bay, bàng tốc lạp bản cuốn, mưa trường. Xuân biển phòng uốn mốc uốn trờ sân bàng. Là suốt chương trình mưa phí nồng đúng le bai tèm xuân ma thồng khắp bản cuống bản na mấu. Khe nì mơi bò mè pì nồng bứng le chương trình chương pì nồng hạc sường chăm và đôi kín rú có biến thái lại khủ ha và chụp bảng tốc lạt mưa trường cò lưng phòn nương tọp hôm lại côn chú côn xăm bày sở rú chầm ba vàn khàn muôn tạ nên chăn văn hóa sầm búc chưa luôn học banh anh sường quỷ hươn cuồng mỏi côn cuồng nham trường ma thòng mua xuồng tàu khẩu bưng mử là pì đại bày xung bàng thốc lạt bản khuống có sầm hình đầy mua xuồng đàng sạt ma thòng. Tả và nào cắt nào cơm mọ mười của chú nao pu ha và té pha ví hùng dần bay tua chú bón có hồ hôm ma tốc lạt phiền cứu lôm huyền điện biển đồng sư khải trương trường lạ cặp bưng khum lạt rú thanh thị lạt quể hơn mở trường rú nỉ cỏ bóng mi nỏ chú rong ve xương lạt thanh thị tiếng phải bạt nưng tài pù bài khải chú tàng trường hang côn khải trường năng tắng bòm báo co năng thắt bày năng phải bạt xương năn co bền bón bài khải trường nưng tả và báo luồng lại sằng ha và trường hang có mi nò chu rong té phác hòm ma manh tành tàu họt bờ tòng trình khẩu ón măn ngổ măn cỏ đầy bài khải nò chu rong khủ bồn giòn nưng mở, lò nặng lạt quề hơn, chú tàng trường comment dần bay, ha diệt o leo, ao bè khải, xương bắt đồi cấy, khua đủ kỳ bườn, cải ma, ao bè khải nặng chờ lạt, báo co kỳ mặt phắc cát miêu, kỳ bồng mày hang, vầy chắc to, hó khẩu tùm, ăn men luông, bò hay mé na, lươn tứng thủ nhập chua hươn, cuồng bưng mơ chằm trường. Hôm nay tôi mang cái này xoắn mua để bán thì lấy mưa nỉ khỏi áo trường hang ma khải áo ngơn sử bút bánh xuồng sửa mở hở lụ kiên trường bưng mư chằm trường nỉ mưa hót lạt càng ỏng huyền tùa chùa xung khỏi có hiền đầy luông phòn nương chôm tòn trường pì mở té khẩu ón bờ tòng trình hót bưng mịt bà tô mù tô cấy mặt phắc chìa nàng xà có mi nàng lạt quề hơn ni lại tàng trưng khẩu nằm phơ ly khòng po me dần bay ầu té các xuần ma báo co nàng chu chờ lạt cốc kén áo mắc khải bừa xin lạt càng ỏng huyền bưng mử chằm trường cò phòn nương xưa nương nó sẽ nên có gì mà bị tổ cán kia mà xung khỏi ma lạt phiền ảo mịt mắc hài mịt lọ bưa khỏi ha tập ló ảo côm hình đẩy lại côn mặc sư cánh sủ và xương thanh phố mi luông chằn ngam khổng chu trùng tầm siêu thị tục nò chu tàng trường hang hư nằng chu lạt phiền quề hươn có mi luông sáng sường nằng nỉ trắng mi côn cuồng thôn bản có ẩu ma sư khải biến lẹ chu tàng trường hươn trầu dệt o cuồng pì xương mặt phắc mạ manh tành tàu tổ pết tổ cấy và phờ chi xào hà ma tuổi nóm khòng trầu hư ma cắp lạt phiền quề hươn mưa trường sương nỉ
mử trường dệt thanh cá khum lạt quê hương vòn nương muôn sường xưa bưng mử ứng lò té sao cầm vườn nừng lịch nòi hoặc mử xàm xếp cam trường bưng côn mắt thục lạt chào xưa chủ mử bài khải trường hang nhang côn sử trường có mặt châu phải lựa đầy trương kìn chân chẹp bưng mử chằm trường mử hương phòn nương xưa dần bay mắt thốc lạt lại xưa lang áo sư trường lươn khẩn vừa dâng năn bưng lạt phiền lưng đầy năm dệt té hốc chơ tướng châu họt hà chơ trải cầm cánh bưng côn khải trường có muôn sường xưa vừa trường hang khải khát xưa chủ mử trước có đài khen tương ái là chơi là các bạn nó đủ nếp ở mi nó khai mới khen là hôm bữa thì nó còn khen phát hạt giống khen là mới khai có cái khi có khai đấy là ghê cuốn. Lằng chơ khải đài trường hang bò mè có cài chú hồng khải trường sư chú tàng trường khẩu nằm căm kình ướt cửa pi sau mắc kiền trường báu co lựa hở lù bưng đồi hai phải tháo xuồng sửa cho sổm nhất phải nung dòng cuồng mở trường. Dạ hôm nay nhà cả gia đình em xuống chợ đây là mua quần áo cho con để sắt đến Tết rồi. Khay chiếc lò hột trường leo mưa đi khỏi mắt thốc lạt sư xuồng sửa mạt hai hở lù trường hang nặng nỉ con lại. Khỏi ma nỉ vừa sư xuồng sửa vừa bứng le trở lạt chủ mử cò sắp xôn mưa diệt hay bó mi sàn đèo mưa nỉ trắng ma tốc lạt đẩy mới xuống chợ này để mua quần áo và đi chơi cũng là ma tốc lạt quê hương bản khuống nọ sư trường nhưng đầy kìn chim trường kìn chẹp quê hương ăn lò bánh chèn khẩu pa pa báu co kìn lầu bưng luông hòm hương quê hương năn phở có e kìn chim phưa đầy ổ tô muôn hòm hù sáng sường nặng quê hương lò phở có hù cằn xương năn có ổ tô phòn nương xưa cuồng lạt phiền nham trường le phở có muôn hòm sáng bàng xưa. Bởi vì làm mùa này thì cũng sắp Tết ấy, nên là bà con cũng đi người đi mua sắm người đi chơi cũng đông. Mử chằm trường po me có ma in ớn sư trương lại lằng chơ sư trương po me có khẩu ma quán khỏi kìn lại xưa cho mử. Tả và lạt quê hương nàng bản khuống bóng mi nò chù sông bê xương lạt nàng thanh thị ha và có nếu chưa đầy lại côn ma tốc lạt quê mử trường lại côn báo tròm tò ma sử trường sáu nhang ma tốc lạt quê hương nàng bản khuống cắp lang phở xào hà ma tuổi nóm khổng trầu cuồng bưng mử trường mua xuân nưng mở ma thòng tùa chú kho na khả bản nham trường phở cỏ phóng môn đầy ma ken tòm hòm muôn bòm cắp chua hương bì mở đàng ma chầm cuồng luông muồn măng khổng chù côn chù chua hương lạt quê hương mèn nen chăn cuồng văn hóa khổng côn Việt Nam hâu ma tốc lạt trường phải chôm hợp mua xuân ím po muôn hòm ca sàn cằn xưa sáng bằng hùa chờ lươm xìa luông nắc nưới báp mò hàng mử cánh bảy hiểm đầy nên văn hóa ngân lang khổng quê hương chôm tòn pì mở muôn hòm úng ỉnh chương pì nòng hắc sường mỏi nham mua xuân thòng cán bộ chiến sĩ đôn biển phòng Pa Thơm có búc trưa trường trình xuân biển phòng uốn mốc uốn chờ dần bản lồng cài chu lúc vịa có phong phân tạ luông muôn mùa tít tờn cán bộ chiến sĩ cánh dần bay lần xưa lò bưng chua hơn cạt tòn trường muôn hòm tòm hậu sằm tấm luông cà sàn quần dần phòng đèn đìn.
chơ phương thuồng bao cai chú ngang khảy cản xung khỏi bè giảm tôm biển phòng pha thơm cánh đầy xung mờ hồi biển phòng tinh lại dần bay cao lông cùn tuần biển phòng uốn mốc uốn chờ dần bàn đầy đôn biển phòng pa thơm vòm các xã pa thơm cánh trung tâm y tế huyên địa biển thủy điện năm núa phúc trưa lại lung vịa xương hó khẩu tùm in môn khắp xe thể thao vương luông viền hỉ có tạ luông buôn sường đối các cán bộ chiến sĩ cánh dần bay cuồng nham tỉ mở nọ nản o có pòm hôm anh các cấp ủy chính quyền địa phương chù bản ngành đoàn thể bứng đủ bánh bàn tư khủ giả cha trách nhiệm các bò mè chù chừa côn lần sơ lò bưng chua hơn cặt chua hơn bò giả cha cô mi cổng các bản mương chú xã ba thơm huyện địa biển toàn trường chân lang cá xì sòng pan bài sao xí muôn hòm uốn mốc uốn chờ cài nằn có khôi mô sùng tươi kìn xú dần bay tướm then luôn cà sàn quần dần xăm tướm vua nhon hún ảnh chăn ngang bộ đội bú hô cuồng dàn si khay ni thực hiện cái chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản và ngày hội bánh trưng xanh đây là đã trở thành một hoạt động thường niên của lực lượng bộ đội năm dệt chương trình xuân biên phòng uốn mốc uốn chờ dân bản cánh mờ hồi khẩu tổm khèo comment lung vịa lưng chơ hồng trùm mũ bộ đội biển phòng cuồng nham mua xuân thòng xung khỏi có pòm cấp chu đền vì doanh nghiệp cơ quan diệt vệ cuồng phòng phúc trưa nhôm trường họt dần bay lần xưa lò chu chua hơn cặt chua hơn chính sách côn thảo bó mi bón bâng ình choi dừa sầu mi trường úng ình tục nò xưa lông cài luông viền nỉ có vân vân phúc hanh hùa trời ca sàn càng cấp ủy chính quyền địa phương trùng mũ bộ đội biên phòng đối cấp dần bay cuồng trường trình đơn có bòm cấp trù đền vì nhung hốc xíp hó trường hôm khảo tổm ngân họt hốc xíp chua hơn cặt chua hơn chính sách hôm giống ngân cài xí xíp chiều mặn cánh nhôm xếp hà hó trường họt côn thảo ké côn thảo bóng mi bón phân ình cắp số ngân chết chiêu hà hòi băn mằn nhôm cài xí xếp hó trường hở mô làn học sinh toi trường trình trời sửa mú nông ma trương ép hiên lụ liềng đôn biển phòng hôm số ngân chằm xếp xàm chiều mằn mèn phương hó trường nghi nghĩa luông nếu chuân bánh bằn lợp tăn đối cắp phương côn po giả cha tứ xã đèn đình cuồng nham trường thòng xã Cương là bản rất khó khăn là đặc biệt khó khăn điện lưới quốc gia cũng không có sóng điện thoại cũng không có bản xã Cương men nưng cuồng phương bản po lại dạ cha hê đầy số điện cuồng mương phong điện thoại có hê mi cuồng chương trình mơ hồi biên phòng thanh lại dần bay xung khỏi nhàn đầy bưng hó trường minh nghĩa xung khỏi cảm ơn đảng hơn mương bồng chờ hót dần bay cặt cung xung khỏi trong những ngày Tết này thì đơn vị và chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ tổ chức cuồng nham bỉ mới ma họt đền vì cánh chính quyền địa phương có lưng chơ phúc trưa chú lung vịa văn hóa in muôn khắp xe thể thao phúc trưa chú chương trình xương hó khẩu tổm khèo phúc trưa trường pom pome dần bay cuồng bản chúc trường chú chua hơn huy cổng các bản mương chua hơn bỏ lại dạ cha làm mỏ khỏi lưng chóng hanh chôm hạp cánh le pome pi nòng pe xương côn hương khổng chảo chua hơn lung quang vằn sàn xú bàn pa xà xà xã pa thơm huyện điện biển mèn chua hơn cạt khòng xã đôi kiển tù phân lại bần sở diệt hay hào hanh yếu nòi phương bỉ cải ma mỏi nham mua xuân thòng chua hơn lung đài chu chiến sĩ đôn biển phòng pa thơm phúc trưa bảy giảm thảm kháo cánh nhôm trường
khó chừng chăm pha bó lại ha và có lập thanh thiết tần chù chua hươn cuồng pì mở xăm từ mương kiên phừa ca sàn quần dần phòng đèn đình nhau bò lại dạ cha ni. Nước hỗ trợ quân biên phòng quan tâm xã xung khỏi lưng đại đảng hơn mương choi dừa cánh rú nỉ có lưng chơ đầy bộ đội biên phòng bồng chờ xương choi dừa diệt hay và họt trường hư bộ đội ma thảm khảo hảo hanh cánh nhôm trường khỏi cảm ơn lắm lại. Cuồng ruộng vỉa minh nghi ở khổng trường trình xuân biển phòng uốn mốc uốn chờ dần bàn nặng đôn biển phòng ba thơm trung tâm y tế huyên điện biển bốc chưa khám bàn dài già bó mét ngơn họt dần bay cuồng xã nọ nằn o trung tâm nhang nhôm xếp hà hó trường họt chua hơn cặt chua hơn bỏ lại dạ cha mỏi hó trường ca hà hỏi văn mặn cánh nhôm xếp hà phần sửa nào họt bố nông học sinh cặt cấp lại luông vỉa tè tè cơ đầy lang tì trung tâm y tế huyên điện biển cò cánh đàng vòm hông hanh cấp tinh mết hồng chính chi làm đủ dần tay phòng đèn đình khổng bàn mương mi hào hanh luông ngai tì toàn trường báu vang vờ vay phái lặng. Xuân Giáp Thìn chuẩn bị đến thì với cái phương châm của trung tâm y tế cũng như là của tất cả các cơ xuân cáp xì sóng văn bài sao xí có đàng ma chằm các lũng bùn hồng trung tâm y tế có bếp xương hồng chu cơ quan ban ngành đoàn thể lò báo vang vờ vai phái lặng trung tâm y tế lăng pom cấp chùm mũ vũ trang của huyện Điện Biên trên cái khám văn dài già bó mệt ngơn họt dần bay choi dừa sau mi hảo hanh tòn mùa xuân muôn hòm úm ỉnh người dân nghèo để họ có một cái mùa xuân ấm áp sức khỏe mới và luôn luôn mạnh khỏe để đón xuân khói là mặc chẹp pum bên ai chẹp cáo mong húa chẹp già dày mà ni nữa có bên bà cán bộ giúp cả hiển trung tâm y tế mà phối hợp với luôn bên phòng mà khám bệnh ao dao ao già hơ bay kinh cả hươn hạc peng hơ dân hơ bay là mình dân bán em hỏi của mình cảm ơn vào quập ma trường trình xuân biển phòng uốn mốc uốn chờ dần bàn có vào gần hô nghe sáng sường khổng pưng chiến sĩ khèn đòn khèo khổng pưng côn chờ quàng sàng dao hiện đại hùa chờ hạc banh choi dừa phầy phân bánh vằn nếu chuân choi dừa lập thân bò me dần bay nhang bò lại giả cha nàng khùm đèn tìn cuồng nhang mua xuân thòng chương pì nòng ha sườn cuồng luông muôn măng trôm tòn trường pì mở cáp xì sóng băn bài sao xí đảng bộ chính quyền cánh dần bay chu chừa côn tỉnh Điện Biên sầm muôn mùa nát chờ chơ luông tăng tặng tánh bản nam mở bị sóng băn bài sao sầm cơ đầy lại lang đì đáng mài nhằn trường trình luông bùn cuồng mương tặng tánh bản nam mở đầy le xương luông vịa diệt mở tạ hở dần bay dú phòng bản na mi đơi kỉnh rú mừ hương ím po nỏ pòm xưa đét ún mua xuân hừa tòng bưng thuồng po mua xuân khẩy hừa tòi từng khót na khả bản tống báo mua xuân nâng mở cỏ ma thòng cuồng luông muồn mưng
trông tòn mua xuân bì mớ. Chu phòng bàn nắp mớ, xương hùng hừa mà khảy xưa. Bưng lang tỉ nằn, mi đầy lò bừa luông bòm hông hanh, khòng cấp ủy chính quyền, cánh sàn bay cuồng năm dệt, chương trình luông bùn cuồng mương, tàng tánh bản nắp mớ. Xã Nòng Hẹt, huyện Điện Biên, đàng tàng tánh xã bản nắp mớ, nho dùng chu tiểu trí. Chu phòng chu hơn, bòm hòn khân tòn trường tỉ mớ. Lại đàng hơn khẳng chăn mặn nà, để sắp xôn tàng tánh. So thang cảng hồng bòm để phèo tòn bẹ sờ. Chù bản cuống xăm khăn chăn xưa, cắp hưng xẻm tang bọ hùng hừa, le chăn ngam tà. Thủ nhập bản băng, mọi hồ côn cuồng xã bị dòng bát bài sao xàm, đè cài hạ xếp giảm chiều mặn ngơn. Số chu hơn cạt, gión lông nhăng trầm xí phân hỏi. Mèn luông trứng mài chảnh tre, mắt luông biến thái khòng xã bàn, nắp mớ nỉ. Thì cũng qua thực hiện xây dựng phong trào thì trên địa bàn xã thì có 14 trên 14 thôn bản đều đảm bảo về tiêu chí về cài năm dệt chu há phong hư xếp xí quần số xếp xí thôn bản bòm cơ đầy chu tiểu trí xương điển tang bẻ ma bón hầm kín tiền số hoặc là vì dòng văn bài sao xàm xã vương đù nhẫn xanh ma chu tiểu trí xương văn hóa bón hầm kín tiền số kinh tế quần bộ tiêu chí bản nam mới nho dùng chu tiểu trí tòi quyết định số văn nừng bé hỏi bé xếp xàm phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Hư xã có cơ đề tinh mê chú luông bùn khòng xếp cầu tiêu chí. Họt bườn xếp vì dòng văn bài sao xàm, xã cò dân lèo trẻ lai, tinh bàn uẩn ba luông bùn quần mương khòng tỉnh, huyền, le đủ cánh pha có đầy công nhận. Mèn xã bo chuẩn bản nắp mớ nho dùng chú tiêu chí. Tùy tòi lung mi nặng cuồng phồng, mỏi địa phương cuồng tình, bòm mi chú luông vịa dệt, xào hà luông dệt mớ, cuồng tăng tánh bàn nát mớ. Ha phà luông bùn bòm phân, lò nho dùng đơi kỳ rú dần bay. Vừa sơn nặn, chu địa phương có bến khầy đầy hùa chờ ca sàn. Xào hà luông dệt mớ, khòng thanh cá hồng chính trị. Luông bòm chôm hạp khòng chu thản hàn dần bay, cuồng tàng tánh lại luông tịa dệt, há phong mớ, luông tịa dệt để lang tì, tàng tánh bàn nắp mớ bòm pâng để lang tì. Bứng le đù chu bản nắp mớ cuồng tình, bấu trong to biến thái ma đơi kiền rú, phòng bản na trần ngam bẹ sờ cắm khèo. Khổ cần sản xưa, ăn lò hồng chính trị chu cấp, có đầy tùm pua bến khầy. Cán bộ bè sở rú trầm dàn bay, hồ đề lang vỡ trở mon khỏng dàn bay, vầy mi luông uẩn ba chọc trần. Luông dệt sườn, sư khải trường hang khỏng dàn bay, biến thái chảnh tre. Lông cài tịa tàng tánh, cánh khải quàng chu luông dệt sườn, mà bè kinh tế tề lang tì, cánh hồng hy. Cháu nơi bản mương không, xã Mương Nha rất khó khăn. 2011 xã Mương Nha như là 2015 11 15 là cái khó khăn hay là sự quan tâm của đảng hơn nước hay là mi tang liềm tang nhớ oma thì bản mương đi các tuyên truyền các cấp ủy chính quyền tuyên truyền ở bà con làng xã hay nhận thức bà con như làng xã bản mương cứ thoát hộ nghèo hay là cuộc sống cố gắng tành mù tành ma diệt hại ta kìm được thời gian vừa qua nên là đang lấy thụ hưởng chính sách hộ nghèo hộ cận nghèo vay vốn ngân hàng chính sách hay cả phát triển ở bản mương hay cùng xã Mương Nha bấu trong to nặng phòng tắm hư chu bản phòng sùng tác háng táng ti cuồng tình cò hừa giòn mua ruồn tàu chơ so bẻ tăng ma phòng bản na
tề lát bê tông mặn tì, hơn xào tàng tánh khăn chăn mặn nà, phòng bản na mờ hương biến thái lại xong. Mưa cháu sự bán sự mặn bắp hình bắp bến, mì bú lạ để bay ma mà này rất là khó khăn, tang dưa tang ăn đình lạ để phá phun luôn để bung ôi. Hát khả này đâu ăn mì đáng hơn nước quan tâm để dưa tang mà hở mì khói để bay ma nó rất là thuận tiện, hát sẽ đi. Lại việc ăn bây giờ mì khói dưa đấy tèn để tụt bếp tụt cây dưa đấy sồn đấy hư để phát nó mì khói có mì tang khai. Đầy luôn bồng chờ khòng tàng hơn mương, bòm cắp luôn cầm quyết chân cái năm dệt, khòng tên cá hồng chính trị. Luôn bòm hôm hanh khòng giàn bay, hột khay tình tiền biển, cỏ mê dòng xã để chư xiềng, xã bàn nát mớ nho dùng chu tiêu chí. Xí xếp bét quần số hoài nưng xếp hạ xã, đầy chuẩn cánh to chuẩn bản nát mớ. Luôn biến thái khòng phòng bản na tình tiền biển, mượt nỉ, mẹn luôn hanh sòn hôm, khòng tên cá hồng chính trị. Luôn uẩn pa khòng tàng, chọc chờ dần bay, tái tình họt bản huống. Cánh pha luôn bùn khòng trường trình, tàng tánh bản nam mớ. Ăn lò có không phân, bến khầy luôn hù riêng, nho dùng đơi kiền rú dần bay. Cánh nhàn tàu phòng bản na, mà bè bòm băng hồng hy. Ta bền chu phòng dần rú, chăn ngam trung yên rền sáng. Tình điền biển, chóng hanh hòn lạp bì, sóng văn bài sao xí, mi tướng sàm xã tể chuẩn, sòng xã po chuẩn bản nát mớ. Cánh xã nưng, men xã bản nát mớ, nho dùng chu tiểu trí. Chóng hanh sòng trần phì cấp huyện, po chuẩn bản nát mớ. Thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng đã sẽ tham mưu cho ủy ban tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các cái mục tiêu theo kế hoạch. Ngành dệt sơn hệt na, mả pe phòng bản na, cỏ chi tròi dừa ủy ban nhân dân tỉnh, trên cái năm dệt, nhằn bào tòi chuột luông tạt bùn, chóng hanh hót mê pì sóng văn bài sao xí, chim hy sóng đơn vị hành chính cấp huyện, po chuẩn bản nam mớ. Cánh chim hy xí họt hạ xã po chuẩn xã bản nát mớ, nho dùng chu tiêu chí. Bảy giảm chu bản khuống bản nát mớ, cuồng bưng mử hùa mua xuân tỉ mớ nỉ, tua chu phồng cò hùng hừa chăn ngam, hàng mi tỉ đầy. Bản nát mớ cò bền bón nhằn, búc chưa để luôn mi, cánh bến khầy luôn hanh khòng tinh cá hồng chính trị. Tả luôn búc chưa mà bê kinh tế văn hóa xã hội. Cánh pha cấp chú phòng bản nát mớ, mua xuân nằn, bấu trong to men mua xuân khòng tìn mương. Nhắc men luôn muôn sường, mua xuân tàu cấp chú côn, chơ chú côn dần, đầy kiền rú nặng chính quê hương hằng mi đi đầy, bừa cổng hanh khổng trầu búc bua tẳng tánh. Chương trình quăm tay không đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên hót nì dò sang cón và bò mè pì nòng trên le lau chương trình mời pì nòng khẩu website dienbientv.vn, YouTube Đài Truyền hình Điện Biên, Facebook Đài Phát thanh cánh Truyền hình Điện Biên, Chôm Tà Khạc Trao Pinong.